Loa JBL 835 là một bát 40, một chung một chép kèn. Dạ vâng, và xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đến với video giới thiệu sản phẩm của Huấn Audio. Ở trong cái video ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến với tất cả quý vị các bạn một combo dành cho loa dựng anh em nhé, có ba rời. Nắp cho dựng lên thành loa JBL 835. Loa JBL 835 là một bát 40, một chung một chép kèn. Thì hôm nay em giới thiệu đến cho anh em mình cùng theo dõi cái cấu hình này. Mà đặc biệt cái cấu hình này là giá rất rẻ anh em nhé. Và tí em sẽ báo giá ở cuối cái video này. Ở trong cái video này, cái bát 40 thì em dùng bát của Martin. Bát Martin 40 sở hữu từ 190 cuộn tiếng côi, bên trong là 75. Dòng xương nhôm đúc, màng giấy anh em nhé, màng giấy gân vải. Đó. Màng giấy gân vải, hàng cực kỳ chất, côn 75. Con này đi rất nhiều luôn. Bát 40. Và chép, em dùng chép kèn của B3. Cái chép này bên em sẽ đưa cho anh em bích chuyển đổi nhé, đưa cả cái bích để xoáy ấy. Cái bích nhựa quên không mang ra, anh em yên tâm là đầy đủ hết. Và tiếp theo là em dùng đến phân tần AB503. Phân tần 3 đường tiếng bát trung tép, rất hợp với cái combo này, rất hợp luôn. Về phân tần và về trung, chúng ta dùng trung 16 anh em nhé, trung 16. Cái trung 16 thì cái đường viền của nó rộng nhất là 17,8 anh em nhé, hoặc là 17,5, anh em tùy anh em gọi thôi. Đó. Hàng rất là trung, rẻ tiền nhưng chất lượng rất là tốt. Trung cân cao su. Và trọn bộ cái combo này anh em nhé, nó bao gồm hai cái bát này, hai cái bát, hai cái chép, hai cái phân tần và hai cái lo chung, với cái giá bán là 3.200.000 đồng và được bao ship toàn quốc anh em, níu để đó nhá, 3.200.000 bao ship toàn quốc. Vậy à, bà con cô bác có nhu cầu dùng đến cái combo này, xin hệ trực tiếp với Huấn Audio qua số máy 0904 612323. Và xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio.